cẩn thận cái đá lên nữa. Ronaldo, cuối cùng thì chúng các bạn cũng qua. 10 Figo. Figo sút gol luôn nè. Tỏ Figo sút gol luôn. Karim Benzema. Ồ, rút ghê quá vậy. Đây mới đúng là Benzema nè. Ryan cộng 7 luôn, mà Roberto Icon cộng tới 6 nha. ST thế là Roberto Icon cộng 6 và nhà quản lý của người kỹ năng đó chính là đối ngoại với cái chuông. Roberto này chắc chạy là ghi vàng luôn ha. Roberto chạy là ghi vàng luôn á chứ. Ồ, chạy 139, rơi bóng 139 luôn hả? Tốc độ 136, trong hôm bữa là đã rồi, bữa còn 7 rồi đúng không? Bữa nay còn 7, bữa rồi bóng 140 mấy lần nè. Hai ba Totti mà còn 6 luôn hả? Ồ, Benzema ba Totti còn 6 luôn. Ồ, dứt điểm 137, lực xuống 130, còn 933 vô lê. Chuyền ngắn tầm nhìn 135. Giữ bóng, ồ, ghê quá vậy, xuất xoáy 132 luôn. Thì huấn luyện kỹ năng này gắn vô đỡ bước 1 nè, trâu với lại cái xuất xoáy này đẹp luôn chứ. Này chạy với dứt đê không là lụm rồi. Benzema ba Totti còn 6 luôn. Luis Figo Icon cộng 6 là Eden Hazard bế xuống cộng 6. Ngày hôm nay dùng quá nói là đập con Hazard cộng 7 chưa kịp, để mai. Figo chạy 131, tạt bóng 133. Hazard rơi bóng 138, rê ghê quá vậy. Số xoáy của Figo là 133 luôn. Số hàng này ngon ha. Hướng luyện viên kỹ năng ngắn do đỡ 1 nè, với lại con trâu với lại xuất xa. Casemiro sẽ cặp với lại Van Bức Đêm. Casemiro 2 qua Totti cộng 7 luôn, với Van Bức Đêm 3 Totti cộng 7 nữa. Tốc độ 132, tăng tốc 129, xa 131 luôn. Chuyền dài 131, rơi bóng, ôi, sức mạnh. Hai này đá CDM ngon quá vậy. Trời ơi, 120, cộng 7 luôn hả? Huấn luyện viên kỹ năng quan trọng nhất là khéo léo với lại Tiki Taka. Con này có khéo léo, Tiki Taka đỡ 1 luôn. Nhưng mà gắn cái sút xa thì phải ngon, gắn cái sút xa, gắn cái sút vô. Cặp CB sẽ là Rudiger Spotlight với lại Eder Militao 23 Totti cộng 7 luôn. Trời ơi, hai cặp này cũng 7 luôn hả, tốc độ 134. Eder Militao tốc độ 134, Rudiger tốc độ 131. Quyết đoán 135. Ôi, chỗ đảo quá vậy, đánh đầu 136. Trời ơi, hai này Militao mà cộng 7 luôn hả? Giá như vậy? Ông này giá 1.000 tỷ, ông này giá 890 à. Trời ơi, huấn luyện kỹ năng gắn khéo léo đỡ cứ với lại tắt bóng đúng rồi nè. Hoặc là khéo léo lại cái đồng hồ, đúng hợp lý. Hakimi và Theo Hernandez. Hai người Theo Hernandez cộng 9 luôn hả? 19 là cộng 9, Hakimi là 22, 9 luôn. Ồ, lặng kèo cộng 10 lắm luôn chứ. Thibaut Courtois, GK cộng 9 luôn. Aysan Icon cộng 7 luôn hả? Trời, không như có Aysan Icon cộng 8 bữa tôi đá như ta. Như bữa tôi đá Aysan cộng 8 chưa biết. Lâu tới nhiều ấy không nhớ. Mà Aysan Icon cộng 7 luôn. Trời ơi, kinh đi. Tờ Chuamini mà lại Berisic cộng 7 luôn kìa. Trời ơi, tờ Chuamini 2 qua tôi cộng 7. Tôi thêm Berisic 2 qua tôi cộng 7 luôn. Ôi, sao mà đập luôn mấy con này cộng 7 ghê trời. Gây nhà quản lý 4-2-2-1-1 nha. 4-2-2-1-1 thì anh em chọn huấn luyện viên đó chính là Renan Roger á. Renan Roger này 4-2-1-1 chiếc đội nha, chiếc đội bằng lối chơi anh em để tốc độ phản công chậm thôi. Cái sơ đồ 4-2-1 này phải con nhanh để tốc độ 57 ra, truyền ngắn thì có 4-3. Chọn chiếc tổ chức cái sơ đồ này khi anh em phản công á, em đừng có lên nhanh. Anh em mà lên nhanh á là chắc chắn là nó sẽ bị dễ bị mất banh đó. Đồ hình này anh em phản công từ từ thôi. Và ban bật đó truyền chọt nè, anh em sẽ chơi sơ đồ 4-2-1 này ban bật mà. Và phần công á, thì tạt bóng em để cao lên rồi mình cầm sang dòng cắm á. Cái truyền bóng á, đừng có để mạo hiểm, hoặc để mạo hiểm cũng được, còn để bình thường là 48 thôi. Cái sút này á, tôi nghĩ là anh em nên để xuống 20 đó, để cầu thủ họ chạy vào cắm mà chọn chỉ sự tổ chức đó. Để như thế này á, là anh em sẽ bàn bật được này, anh em tới vòng cấm này anh em xâm dòng cắm được, hoặc em ra cánh anh em truyền vô cũng được, tại mọi cầu thủ họ sẽ chạy vòng cắm hết, nên mình ra cánh hay mình truyền vào thì mình đều có người để đá chưa. Và đường thủ sẽ tự do và cự ly đội hình á, mình để thấp thôi. Cái áp lực là 21, quyết liệt 17 và cự ly là 22. Nên mình thủ thấp á, lên cao, đường thủ để tự do để cánh chỗ vị á. Cài đô đã lì xì 10.000 đồng, lần đầu donate A. Đó này rất nhiều nha. Và chiếc mục đơn này anh em để tiền đạo là anh em nói AR1, SR1, công 3 thủ 1. Xe nách chạy chỗ này, bộ đôi combo đúng rồi, anh em để nhiều tiền đạo chắc chắn sẽ chạy. Nó chạy tới gôn luôn á. Và CAM nha, để công 3 và thủ 2 hỗ trợ người cơ bản, nó chặn người vị trí phạt bóng công bằng, để công bằng hết, để mặc định hết, để nó chạy đúng như ý nữa thôi. Ông ACAM này ông sẽ hỗ trợ trong tiền đạo hoặc là đứng xuất xa, để gì là sẽ lúc nào anh em lui á chỉ có người để anh em xuất xa trên á. Figo với lại Hazard hai cánh thì để 3-2 thôi. 3-2 và 3-2 này thì cho
CC2 nữa, cho đến CC2 để chạy dọc biên á, để hai anh chàng hậu vệ cánh này khỏi chạy lên. Nếu như mà anh em để xâm nhập vùng cấm á thì hai này không ai chạy lên vùng cánh gì mà giữa đường phản công á. Để gì thôi. CDM thì để có thủ 2 cộng 3, em để gì là anh em cũng thủ được và công được nha. Nhớ để tấn công công bằng nè, đừng chỉnh gì hết trơn á. Để hai này chạy lên suốt, hai này chạy lên ghi bàn á, hai CDM ghi bàn nhiều lắm. Theo Hernandez, hai hậu vệ cánh mình để không tham gia tấn công nhưng nhớ để là thủ 3 và công 2 nha. Để lâu lâu chạy lên, hai CB là thủ 1 và công thủ 3 và công 1. Để đó nha. Tại hai hậu vệ cánh này mình cũng cần họ chạy lên đôi khi á. Hỗ trợ hai tiền vệ cánh. Đó chính là đơn đội á, nên có copy. Mai 20 giờ TC gặp Rogamer à. Tôi cũng chưa biết nữa. Mini Totti cũng 7. Mini Totti cũng 7. Tờ chua Mini 23 Totti mà cộng tới 7 chỗ xuất vô dễ vậy. À rồi này tính ra dễ quá, xuất xa chứ mà. Xuất xa là lắm à. Trời ơi. Đội này là auto đá trung lộ đâu cần cả cánh đâu. Đội 4-2-2-1-1 này là chỉ cần trung lộ thôi là rồi. Đồ. Trung lộ rồi, giờ đa cánh bọt xuống trung lộ, tại trung lộ có CM, có mấy cái này tiền vệ ngon quá nè. Casemiro nữa nè, Casemiro đội này CDM ghi bàn nhiều lắm. Tại hai CDM cũng chạy lên nhiều liên tục á, hai CDM ghi bàn quá trời luôn nè. Trung lộ thôi, ra cánh vung quang xuống trung lộ à. Em thấy không, thủ mình lui về đội hình này đâu có 4 anh chàng hậu vệ em để đi. 4 ông hậu vệ của tôi không bao giờ chạy lên lúc nào ở sân nhà cho nên em sẽ không bị phản công đâu. Thì thủ em cứ lui về cứ một cái cho mấy CAM, mấy ông CDM lui về đã đông người lên. Casemiro, Ronaldo, Hugo nè, cứ trung lộ đây, đội này cứ trung lộ là lắm à. Đừng có đá mấy cái chỗ khác. Chính giữa ra, chính giữa ra. Luis Figo, cứ chính giữa là sút ra. Cứ chính giữa là truyền, cứ chính giữa là lụm. Luis Figo. Không có người thủ hay, chỉ có người công dở. Đó cho nên là khi đối thủ mà công hay á thì anh em thủ bao nhiêu á cũng khó lắm. Không có người thủ hay. Chỉ người công dở liền. Còn như phương này con đội ghi mạnh mà, đội ghi ai con cộng 4. Đội này thì 23 Totti cũng 7. Hazard cũng cộng 6, tính là đội này yếu chứ không mạnh lắm đâu. Ronaldo vẫn có thể tạt được ha. Vẫn có thể tạt được, tại mình này mình để cái tạt cột xa với lại cái sút nó vô trong á. Vẫn có thể tạt được. Eden Hazard tạt. Ronaldo ghi bàn. Cho nên anh em mấy team khác khỏi cần bất bại mình cái gì vậy. Hai dòng dùng chứ nó dở mà, dòng này tú không cho đá đâu. Van Vức Đê. Luis Figo, nếu như trung lộ bị bắt bài thì sơ đồ này cũng có thể được ra cánh ta. 4-2-2-1-1 đa dạng được không, tấn công trung lộ lắm không, tấn công cánh à. Ồ nó còn hết luôn ta, xuống rồi hán gôn luôn hả. Ồ Figo xuống rồi hán gôn luôn. Hay sang lên nha, lại coi. Ồ khó chịu quá vậy. Benzema Ronaldo, lần này đẹp vô, lần này đẹp vô, một pha xoay thở nãy giờ sau bao nhiêu lần cu to cản phá. Cầu thủ khỏe à, thì cuối cùng cũng đi qua. Thôi pha ban mặt nhìn nhàng ha. 4-2-2-1-1 là ban mặt chủ yếu trung lộ mà, từ cánh anh em suy đi trung lộ. Rồi từ trung lộ anh em cũng đi vô dòng cấm luôn. Rồi căng quá ta, đồ này đá không căng hết chứ. Do bên kia thủ hay quá, đá là còn các bạn cao cao á. Tập trung ban bật tí xíu là thắng nha. Rồi 4-2-2-1-1 này đơn giản hơn rất là nhiều. Đúng quá ta. Eden Hazard không lẽ cái này không vô. Eden Hazard được quá ta. Cú giết đề đội hình trung lộ nếu không ban bật thì anh em có thể sang. Games skill chạm đã lì xì 5.000 đồng. Mỗi lần coi anh mở thẻ cầu thủ ra minh anh buồn mà không hiểu sao em cười cái. Thấy không? Đồ này cứ trung lộ là lúc nào cũng có người hết trơn. Lúc nào cũng có CAM, lúc nào cũng có CDM để mà triển khai cho banh hết trơn. Rüdiger thủ chắc quá vậy. Rüdiger Spotlight còn 7 ha. Khỏi sợ phản chậm luôn. Những anh mắt thất thần. Lúc mà ta mở ra hàng thấp anh em phải buồn nhá. Trời vô luôn hả? Bruno Fernandes à?
Khổ rồi, Đức Anh nhảy ra tâm trạng đó. Đức Anh nhảy tâm trạng. Ronaldo. Cậu Văn là sai quá vậy. Người ta phản lưới đúng không ạ? Có người ta phản lưới chứ người ta bị ấy thôi. Thôi phạt chứ. Không phạt à? Ảo vậy không phạt à? Không phạt ta. Ai cái xin vô. Karim Benzema. Karim Benzema. Trời ơi, phải chứ chứ. 4-2-1-1 xuyên phá trung lộ truyền anh em à, đội này anh em nếu mà anh em đá trung lộ thì em cứ truyền thôi, truyền dần tới gôn luôn á, bốn hàng sút lò háng như kia luôn. Ấy ừ hay của to, trời ơi của to bay ra họ vào đó không vô à, không vô. Vô ừ. Karim Benzema chọn pha truyền có béo chứ, pha cái câu truyền vô không có buồn nóng vô ta. Karim Benzema cũng phải như tinh lộ ngon nhá, đội này tập trung lại xíu mới ghi bàn được. Ấy trời ơi, ờ hay quá vậy, hơn những tiếng hai đều rồi thấy bạn ạ. Ba kia cũng vô hai đều rồi. Đồ Thomas xong hai test Ryan không? Đồ Thomas à? Tạm à, có nó tạm à. Kỳ thủ chắc ha. Vô con cấm này. Trời ơi, bắn đi. Rồi chắc xuất xa rồi đó, xuất xa nhiều. Xa ghi bàn ấy. Figo, Luis Figo chọn pha nó vô đúng không ạ? Căng ngang dứt a đẳng cấp của Karim Benzema. Xe va MC cũng 8 chạy rồi các bạn, con sau hai con mình có đây. Con này tấn công chậm mà không nhanh được. Ra hai cánh nè. Hai cánh mình phải bó vô trung lộ lại. Đây cánh bó trung lộ lại thì chưa mình ý nè. Tờ chưa mình ý nè, đúng rồi. Đúng rồi, vô nhịp rồi, vô nhịp rồi. Vô nhịp không kiếm ao à. Trời ơi, 4-2-1 vô nhịp là dễ đá luôn á. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.